Chim này chưa dùng được, chim này chim non. Dừng tay đi, cậu dừng tay. Chưa ai dừng tay được. Đi khỏi. Gọi người sống, ai người chết? Sống. Gọi người sống, gọi đây. Anh Chuẩn ơi. Chuẩn nuôi. Chị đâu? Ngồi ra đây. Hai tên này phòng này có muốn chết không? Hai tên này phòng có biết nè, đáng lẽ thằng này được sống không? Nhưng mà thằng này trả thù mấy tên này. Con cái anh em có khốn khổ khốn nạn chưa? Khổ chưa? Chưa chưa? Ai bảo ông bà làm hát? Còn bây giờ nhá, bố anh cũng là bố tôi đúng không? Nhưng mà ông không nhận tôi. Anh có đúng không? Chỉ có anh nhận tôi thôi. Còn không ai nhận tôi hết. Bố mình là chủ tịch, anh nhớ chưa? Là một người đương thời đương chức. Là một người tài và có giỏi. Nhưng mà mẹ tôi ấy là một cô con gái thanh niên. Bố anh vào bắt ép mẹ tôi và hiếp mẹ tôi và đẻ ra tôi. Nhưng mà bố anh lại không cho tôi ra đời. Mẹ tôi chữa tôi được 7 tháng rưỡi nhá. Bố anh đến bắt bác sĩ mổ moay tôi ra. Và khi moay tôi ra để cho tôi chết, để không ai phát hiện ra. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi. Lúc ấy này tôi lại lầy rời, tôi lại không chết ngay. Và mang mẹ tôi và mang bế tôi đi mất chỗ khác. Còn khâu bụng mẹ tôi vào. Và mẹ tôi cuối cùng mẹ tôi thành kinh dở. Mẹ tôi lang thang đi các nơi. Làm mẹ phá đời một người đàn bà, lại còn mẹ hại một đứa con của mình. Thế nên là lúc đấy cái năm mấy là năm 68. Chị nhớ chưa? Ngày 24 tháng 8 năm 68. Làm moi tôi ra, tôi chưa chết. Nhưng mà trời thương, lúc đấy còn đổ mưa ngập cho tràn hết đi ấy Hải Phòng. Để không vùi tôi được. Nhưng mà ê, lòng người ác vô cùng. Cuối cùng vẫn vùi tôi. Nước nó tràn trề lặng lè khắp đi lơi. Thế nhưng mà bố anh vẫn thuê người vẫn phải giết tôi. Thế nên từ lúc đấy đáng nhẽ tôi vẫn được sống. Nếu không ai nuôi tôi thì bỏ đấy, để mẹ con tôi đi lang thang nơi khác sinh sống. Thế nhưng mà giết tôi anh Chuẩn ạ. Thế nên là tôi giết tôi. Sau đó đào nước chôn, vỡ chôn vào. Và còn cái đầu gò cái nó còn nhấp nhô chôn, ấn tôi xuống vùi tôi. Nên tôi chết tươi. Nên từ đấy giả đi tôi quay ngược lại, tôi trả thù gia đình anh. Tôi trả thù gia đình, anh em ruột thịt, đến bố anh, đến gia đình nhà anh. Bố anh là một thằng ê chủ tịch, nhưng làm bao nhiêu con đàn bà ở dưới đó toàn khóc hay thầm khóc vụng. Bố anh vào hiếp bao nhiêu con đàn bà, trong đó có cả mẹ tôi. Nhưng mà thôi thì tôi chết rồi, chỉ có mình anh bây giờ. Trước đây tôi hành cho vợ con anh khốn khổ khốn lạ, anh em đấy lìa nhau ghét bỏ, tức người ta nói gieo gió phải gặp bão. Nên anh lúc đấy van xin và chị van xin tôi là đây từ nay giờ đi anh chị sẽ thờ chú, con cấp là thờ chú. Chú tha thứ cho tất cả các cháu, đừng cho chúng nó điên khùng giả dại nữa. Thì lúc đấy tôi mới tha nhé. Còn không ấy thì còn khốn khổ khốn lặng với tôi, có phải không anh Chuẩn? Thế lên đấy bố anh kết cục về già. Thế nào rồi? Vừa ra
hành cho đến chết. Tôi không cho chết ngay, mà tôi phải cho cao tuổi, chỉ ngoài 90 cháu đơn mà chết. Tôi không cho chết ngay đâu, mà làm con người ta bàn tay mình lỡ lương tâm, thuê người giết con của mình. Bởi vì con mình là sợ lúc đấy là bảo lòng thầm hiếp dâm con này con kia, sợ mang tiếng bị đuổi mất chức, lên thuê một con bác sĩ mổ bụng mẹ tôi, moi tôi ra. Thế lên tôi hận lắm anh chuẩn ạ. À, thế lên anh chị quỳ lạy tôi xin tôi, thế giờ tôi tha thứ cho lên con trai anh trên Hà Nội, con dâu anh trên Hà Nội để hai con có con trai. Các cháu thì bị điên, nhưng mà anh xin tôi và chị xin tôi thì tôi tha cho bây giờ đấy. Cháu lộn của anh chị cũng đã lấy được chồng rồi, không điên nữa rồi, có phải không anh chuẩn? Có ba chắc nè. Đúng rồi, nó ở gần Hoàng Mai Hà Nội. À không phải Hoàng Mai Hà Nội, quên, mình nhầm. Nhầm, mình người chết mình hay nó điều cái cầu anh chết. Ở gần bệnh viện Bạch Mai, đấy là con nhà anh, có đúng không? Anh cứ tưởng con cái anh cháu cho em trốn đi đâu mua đất, em cũng đi theo hết. Không thoát được em đâu. Ông ấy chết bây giờ, thực ra là em nói thật với bác trưởng này, không có một người làm được đến gần. Vì ông làm bao nhiêu con đàn bà khốn khổ khốn lặn, hiếp người ta xong bao nhiêu con đàn bà thì nó bắt người ta phải đi uống thuốc phá thai, to quá thì mổ ra lấy ra. Thế nên là bây giờ anh chị, gia đình anh chị rồi con cháu gánh nghiệp chướng lặng lè, phải không? Chị Lư, bao năm chị ốm đau, anh hầu chị có vướng không? Bây giờ anh xin em, thì em cho vợ anh khỏe mạnh này anh có sướng không? Anh Toàn, nói luôn. Lên là em nói anh biết này, nó là cái vòng luẩn quẩn hết của chúng ta. Ác giả ác báo, anh nhớ chưa? Còn không liên em lành, em sẽ đâu. Cái ngày đấy cái ông ấy quản trang bảo không ấy thì anh cho em, để em mang đứa bé này đi chỗ khác em cho người ta nuôi. Nhưng mà bố anh không đồng ý và bảo phải vùi nó chôn sống. Bây giờ em nói cho anh chị nghe, bây giờ bố anh cũng là bố tôi, nhưng mà thực ra ông ấy chưa hề bao giờ nhận tôi một lần. Thế nhưng mà cái năm cách đây là 4 năm ông ấy mới thắp hương lên, có khi ông nằm liệt giường nhá. Ông ấy mới bảo là tôi sai rồi, các cậu bé ơi, bố sai rồi, bố lúc đấy chặt, bố mới chặt lên. Bố cái cặp sai rồi cũng cho liệt, sai rồi cũng cho bố cứt. Thế lên là đây, bây giờ bố anh chết vào cái giờ được cái là cái giờ mát mẻ khỏe mạnh, nên là bây giờ trùng mới có bầu 34 người. Thế thì nhà anh hết cụ rồi, 34 người. Làm gì mà hết, ông đi đếm nhanh đếm vội 7-8 người con cơ mà. Bây giờ trùng như thế thì bây giờ em nói cho anh chị nghe, là bây giờ anh em là tốt nhất là đưa ông đi Hàm Long, thì ông ác độc ấy, tên ác độc đưa lên Hàm Long để hắn ta đừng về khai khẩu các con các cháu, nhớ chưa? Tức là hàng kênh của Hải Phòng. Không, ông Tùng cũng chẳng thua gì anh ạ. Cái ông Tùng mà hơi gù lưng gì, em nói cho anh biết ông chả làm được đâu. Tốt nhất là cứ đưa Hàm Long. Anh đưa ông ấy làm, bây giờ đưa ông bố của anh nè, mấy bố của tôi là đi ra cái hàng kênh Hải Phòng như thế. Và đầu tiên là bước vào là có mấy con chủ quán mặt xanh mặt đỏ mặt đỏ mặt xanh, sao có mấy cái mộ biệt thự xây bằng 20 tỷ đấy gì, em nói cho anh biết nhá. Ông Quảng Tùng chỉ ông chỉ lẽ thôi chứ ông không thể dốt được. Ê, cái người ác độc
Còn bây giờ con cháu nhà anh bây giờ một lũ điên lũ dở thì ê, cả khổ nhà anh thì chứ khổ ai. Cả đời vợ anh bao nhiêu năm điên, cả đời con cháu nhà anh một lũ dở. Anh em nhà anh cầm quần ngay, thậm chí cả cầm dao để xiên nhau. Thế thì bây giờ em nói cho anh em, tốt nhất đưa lên Hàm Long, vừa đỡ tốn kém, vừa là anh chị là đây thoát được cái nghiệp. Anh nhớ chưa? Chứ còn bây giờ trùng nặng thế thì làm nào? Còn bây giờ ông bê quả ngay Đồng Hiền, ông ấy bảo là có 34 người chết thì mẹ gần hết rồi đấy. Đưa lên núi Hàm Long thôi. Thế dạo này em cho chị mọc tóc, chị có thích không? Cút dây này. Ê nào ông anh, thế có muốn này hầu vợ như mấy năm trước không? Này muốn rửa đi cho vợ nó không? Bây giờ gia đình nhà anh, cả nhà nhà đi đâu buổi trời em? Ôi chú đỏ ơi, chết ngày 24 tháng 8 năm 1968, chú bị chết vùi chú ơi. Dạ cả nhà thờ tôi, ôi trời ơi. Mộ tôi xây được trời ơi. Biết rồi, nó mua đá của Italia, biết rồi. Màu vương phớt trắng hồng hồng nó kia. Ô cá đẹp rồi, nên là con nó khỏi điên, vợ chồng khỏe mạnh, con gái lấy chồng, vợ chồng không đánh nhau, thằng Dũng không đi chơi gái nữa, được chưa? Chuẩn chưa? Bố tên là Chuẩn mà. Quá lại là mày Liên, mày Liên là tức là mẹ cả.